So, what do you want to do? Hello, chào mừng bạn đến kênh mình. Và chúng ta sẽ chơi kích giờ bút đi. Ok, let's go. Mình sẽ chơi put it back. Yeah, just put it back. Một chút ánh nắng soi sáng đường bút đi. You know three puppet modeling agencies. Bút đi. Thêm một chút để là choose something else. No. Ow! Nổ hết bút đi. Lần này sẽ chọn compact disc. Đi. Mà sẽ xuất hiện một chú soldier. Can you turn me toward the TV? Một người lính sẽ tấn công Woody nha. Woody hãy coi chừng nó. Tấn công. Bấm. Woody angry. Mình đứng cuối cùng. Để Dragon trong Ôi. Cắn qua cắn lại khiến cho Woody cảm thấy mệt mỏi luôn ấy. Chẳng đùa đâu. Wow. Và lần này sẽ đến bao chư một dàn pháo bom và một chiếc xe tăng bắn. Tấn công thẳng vào Woody. Oh my god. Chiếc xe tăng cực kỳ khủng nha. Còn đây là Alien. Một trong những quái vật ngoài hành tinh. Xuất phát từ ngoài hành tinh nha. Nào, xuất hiện một chú quái vật. Cắn. Xong bút đi rồi. Grand piano. Bùm. Cắn vào đầu. Mình sẽ chọn nano weapon. No. Attack. You're a bad person. Put Woody in. Đây là No, not that. Opa Toshcha. Matryoshka. Kusta. Stop, drop and roll. Một pha giỏi. Chiếu sáng mọi người của Woody. That's not good. Và sẽ hiện một chú bút đi bò. Chú cái chân lại nha. Stop, drop and roll. What's wrong with you? My god, why? Mất kết quả. Rất nhiều rơi là tấn công đi. Cực mạnh. It's a never ending story. Chú đã bị tấn công. Rất nhiều rồi.
đầy cả một hang rơi cực kỳ lắm. Và một chú shark. Shark cá mập. Cá mập bị sâu. Và một chú khác. Đóng băng bút đi lại. Rồi đến bùn tắm. Bùn tắm bút đi. You're killing me. Và nó sẽ đến machine. Machine lấy một cái big gun để có thể mà tấn công. Một pha bắn cả người của Woody luôn. Đây là WC EKFC. Xong luôn. Chia sẻ tàu. Đây là Metroid nha các bạn. Và đến Crash Test. Crash Test. Nào, lấy xe. I'm gonna check out some of the other apps, alright? What's going on?
thêm một chút. Nữa. I don't get it. What's wrong with you?